Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 42 và quyết định 15 của Chính phủ về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, để đảm bảo gói hỗ trợ kịp thời đến với những đối tượng được thụ hưởng, huyện Mường Ảng đã và đang tích cực rà soát, lập danh sách nhằm hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mường Ảng là một trong những địa phương có nhiều hộ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngay khi nghị quyết 42 và quyết định 15 của Chính phủ có hiệu lực, huyện đã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên về các xã, thị trấn và tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Nhờ vậy, các xã, thị trấn cũng nhanh chóng thành lập các tổ đi rà soát từng nhà, từng hộ dân để nắm bắt thông tin. Đến thời điểm hiện tại, huyện đã hoàn thành việc rà soát đối với các nhóm đối tượng là người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Qua rà soát, huyện có trên 21.000 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trên 1.200 đối tượng bảo trợ xã hội, 35 người có công với cách mạng thuộc diện hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 17,6 tỷ đồng. Sau khi nghị quyết 42 của Chính phủ ban hành và Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 về hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong cái đại dịch Covid, thì đối với huyện Mường Ảng chúng tôi cũng đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành cái kế hoạch số 86 ngày 5 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai thực hiện cái gói hỗ trợ Covid năm 2019 đến với tất cả các đối tượng được thụ hưởng. Và trong quá trình triển khai thì đến ngày 13 tháng 5 thì chúng tôi đã có cái tờ trình để trình Ủy ban nhân dân tỉnh để phê duyệt các danh sách các đối tượng được hỗ trợ, và đặc biệt là ưu tiên cái đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội, rồi đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, thì đã tham mưu cho Ủy ban huyện là ban hành cái tờ trình này để trình các đối tượng này trước. Đối với huyện Mường Ảng thì là một huyện vùng cao, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo lớn. Huyện tôi thì tổng số hộ nghèo và hộ cận nghèo chiếm hơn 40%, tương ứng với hơn 4.000 hộ. Và cái danh sách lập chi tiết đến từng hộ thì rất là tỉ mỉ và cần đòi hỏi đến tận thành viên của trong gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do vậy là quá trình lập danh sách là rất là phức tạp và cần nhiều thông tin. Do vậy là cũng rất là khó khăn, vướng mắc. Tiếp theo nữa là một việc nữa là cái đối tượng triển khai đối tượng hỗ trợ cho lao động bị mất việc làm mà không có hợp đồng. Thì đây cũng là một cái đối tượng rất là phức tạp, và trong quá trình triển khai thì ở cơ sở người ta cũng đã thông tin tuyên truyền, tuy nhiên thì đến thời điểm này thì các đối tượng cũng đã vẫn đang tiếp tục kê khai và lập danh sách. Bản Hồi Sứa, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng có 150 hộ với trên 600 nhân khẩu. Qua rà soát, bản có 56 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo, 23 đối tượng bảo trợ xã hội, 6 lao động tự do thuộc nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngay sau khi biết được thông tin về gói hỗ trợ của Chính phủ, bản đã tổ chức rà soát, lập danh sách các nhóm đối tượng được thụ hưởng, tránh trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ và hỗ trợ đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch. Covid-19 xảy ra thì đời sống nhân dân rất là gặp rất nhiều khó khăn. Không có hộ nghèo, hộ cận nghèo rất là khó khăn, và với các đối tượng được hưởng theo chế độ chính sách của nhà nước. Với đa số nhân dân là làm nông nghiệp, sau khi có dịch bệnh Covid-19 xảy ra thì các hộ nghèo, các đối tượng đi làm ăn xa về thì không có công ăn việc làm. Các gia đình thì chủ yếu là làm nông nghiệp là chính, nên là rất nhiều khó khăn. Sau khi có gói hỗ trợ của Chính phủ về hỗ trợ cho các gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo với gia đình có công với cách mạng, với các
người già hoàn cảnh neo đơn thì chúng tôi rất là cảm ơn và rất phấn khởi, cảm ơn Đảng Nhà nước đã quan tâm rất là nhiều đến nhân dân. Gia đình chị Lò Thị Dung ở bản Hồi Sứa, xã Hàng Cang là một trong những hộ nghèo của bản. Gia đình chị có 8 nhân khẩu, bố mẹ già yếu, thu nhập của gia đình phụ thuộc vào việc chồng chị đi làm thuê. Khi có dịch Covid-19, chồng chị về nhà không có việc làm, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình chúng tôi thuộc diện hộ nghèo, lại nhiều khẩu nữa thì thu nhập chủ yếu dựa vào chồng. Chồng bây giờ lại làm ngoài Hải Phòng, khi có dịch bệnh về thì chồng cũng phải nghỉ làm. Ông bà thì già yếu, có bệnh tật nhiều, con cái thì còn phải đi học mà không có tiền chi tiêu trong gia đình. Bây giờ có dịch bệnh thì được Đảng và Nhà nước quan tâm là sẽ được hỗ trợ, vì gia đình chúng tôi thuộc diện hộ nghèo nên gia đình chúng tôi cũng rất vui và phấn khởi, và cũng cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến gia đình chúng tôi. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đối với các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, ngoài tiền hỗ trợ hàng tháng thì theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ, thì hai nhóm đối tượng này được hỗ trợ 500.000 đồng trên một người trên một tháng, chi trả một lần cả 3 tháng. Cháu Lò Ngọc Hân ở bản mới xã Hàng Nưa, năm nay 4 tuổi, là trẻ khuyết tật đặc biệt nặng. Ngoài số tiền 675.000 đồng hàng tháng cháu được nhận và 270.000 tiền hỗ trợ gia đình chăm sóc trẻ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cháu còn được Đảng và Nhà nước hỗ trợ thêm 1,5 triệu đồng. Đối với cháu và gia đình, đây là số tiền vô cùng cần thiết để trang trải cuộc sống, vì mọi sinh hoạt của cháu phải phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn. Thì cháu thì cũng là người khuyết tật đặc biệt nặng nên được Nhà nước hỗ trợ hàng tháng. Đến dịp Covid này thì Nhà nước có chính sách hỗ trợ là 500.000 đồng một tháng cho cháu, thì gia đình cảm thấy rất hữu ích và rất vui. Bên cạnh những đối tượng trên, đến thời điểm hiện tại, huyện có trên 60 đơn xin hỗ trợ của những lao động tự do. Trên 20 hộ kinh doanh đề nghị được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Để gói hỗ trợ đến với đúng người, đúng đối tượng, huyện Mường Ảng đang tập trung rà soát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thống kê danh sách những người bị ảnh hưởng của dịch bệnh thuộc các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ. Cùng với đó, huyện đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, nâng cao nhận thức về việc thực hiện chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để giúp các đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng vượt qua đại dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, nông dân huyện Mường Ảng đang bước vào thu hoạch vụ lúa đông xuân 2019-2020. Tuy nhiên năm nay, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường đã khiến nhiều diện tích lúa của người dân bị ảnh hưởng, có những diện tích gần như mất trắng, không cho thu hoạch. Với 1.000 m2 ruộng cấy hai vụ, cứ đến khi những thửa ruộng ngả màu vàng óng, cũng là lúc gia đình chị Lù Thị Thu, bản Co Hắm, xã Hàng Nưa, huyện Mường Ảng lại tất bật chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Được mùa, mỗi vụ gia đình chị cũng thu hoạch được trên 60 tạ thóc. Nhưng năm nay thì khác, chị và các hộ dân trong bản đều không muốn ra đồng, bởi nhiều diện tích lúa đang trong thời gian trỗ nhưng không có nước tưới, khiến nhiều diện tích không thể thu hoạch được. Chán nản vì mất mùa, chị chỉ còn biết cắt dần những khóm lúa về làm thức ăn cho gia súc. Diện tích lúa mình thì có 1.000 đất thì bây giờ thì mình không được gặt, nó chết hết bông, kiểu là không có nước. Nước thì thiếu từ lúc gieo đấy, đi coi nước thì cũng không được, nó không mưa. Bây giờ thì mình không được gặt, năm nay thì không có thóc ăn. Năm nay, gia đình anh Lò Văn Ngoan gieo cấy trên 1.000 m2 lúa G02. Nếu thuận lợi, thường mỗi vụ cũng đem về cho gia đình anh trên dưới 60 tạ thóc. Tuy nhiên, do hạn hán nên năm nay gia đình chỉ thu được 33 tạ thóc. Nó là diện tích ruộng là năm nay cũng không được đạt mấy, đó là thiếu, cái thứ hai là thiếu nước, là về bệnh nữa này,
bệnh lào ôn đây. Đấy. Cũng lại nếu mà không thiếu nước thì mọi năm thì tôi cũng thu được nhiều, năm nay là được ít, kém quá. Vụ lúa đông xuân năm nay, toàn xã Ảng Cang gieo cấy 240 ha lúa. Do diễn biến bất thường của thời tiết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều trận gió lốc kèm mưa đá. Nặng nhất là trận mưa đá xảy ra vào cuối tháng 4, đã dẫn đến thiệt hại hàng chục ha diện tích nông nghiệp của người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, nhiều diện tích lúa tại các bản như bản Kéo, bản Nong Háng, bản Giảng cũng trong tình trạng thiếu nước tưới, nên năng suất lúa chỉ đạt 58/62 tạ trên 1 ha. Xuân năm 2019-2020 thì xã Hàng Cang thực hiện gieo cấy là 240 ha diện tích lúa. Thì qua thống kê gặt điểm để đánh giá năng suất thì diện sản lượng chỉ đạt 58/62 tạ trên ha. Đấy, nguyên nhân của việc không đạt năng suất theo cái kế hoạch đề ra thì thứ nhất do cái thời tiết diễn biến phức tạp, hạn hán thì làm thiếu nước tưới tại một số bản như bản Kéo, bản Nong Háng và bản Giảng. Thứ hai do là một số loại sâu bệnh, đặc biệt cái bệnh đạo ôn cuối vụ, và thứ ba là do một số trận dông lốc làm đổ và ảnh hưởng đến năng suất của một số diện tích lúa của bà con nhân dân. Vụ đông xuân 2019-2020, huyện Mường Ảng gieo cấy trên 1.000 ha lúa. Cơ cấu giống chủ yếu là lúa thuần đặc trưng gồm Z02, Bắc Thơm, Hương Thơm, Nhị Ưu 838. Tính đến nay, toàn huyện đã thu hoạch trên 800 ha lúa. Năng suất đạt khoảng 61 tạ trên 1 ha, đạt 97% kế hoạch giao. Sản lượng lúa không đạt kế hoạch đề ra do toàn huyện có trên 50 ha lúa không thể thu hoạch do ảnh hưởng của hạn hán. Bên cạnh đó, trong giai đoạn chỗ, chín sữa, chín sáp, cơ quan chuyên môn vẫn ghi nhận một số đối tượng sâu bệnh gây hại. Vụ đông xuân năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Mường Ảng đến nay đã tiến hành thu hoạch trên lúa đông xuân được khoảng trên 80% tổng diện tích gieo cấy toàn huyện. Thì qua kết quả gặt thống kê năng suất đánh giá ban đầu thì năng suất ước đạt 61 tạ trên ha, trên kế hoạch giao là 62,3 tạ nha, và đạt theo kế hoạch giao là 97%. Thì nguyên nhân của một số cái việc mà tổng dẫn đến tổng sản lượng lương thực năm 2019-2020 vụ lúa vụ xuân không đạt là do tình hình hạn hán năm 2019 nói chung trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói chung và cũng như huyện Mường nói riêng. Thì qua cái kết quả kiểm tra rà soát thì tính hiện nay thì đối với cái diện tích mà không cho thu hoạch trên địa bàn nó khoảng rơi khoảng trên 5 ha, dẫn đến là cái tổng sản lượng lương thực vụ xuân lúa xuân năm 2019-2020 không đạt kế giao. Để đảm bảo kế hoạch cũng như tiến độ thu hoạch lúa đông xuân, hiện Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mường Ảng và các xã thị trấn đang tích cực tuyên truyền người dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, khẩn trương thu hoạch diện tích lúa đã chín. Dự kiến từ nay đến đầu tháng 6, huyện thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa, đồng thời chỉ đạo bà con tiến hành làm đất gieo trồng cây vụ mùa. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.